Sum anjoy ku chuh. Ong yom reh pakah mot to kaich damna ka sdap sakhai kam le sak sai rup nih to tiet. Nath mình đã chia mình toàn chia lại trong sầm nua nhóm tí nhóm xua tha ông đại ban khơi chụp chập chào còn từ tỷ nu chỉ nhược nhóm xua tha ông ban sủng kết nơi tự mục độ bạc cọt cặp kỳ địa bạc cọt nứng giang mạch đè để chia miền ca rì rì cả ai rồi có miền ca kềm crom ឬក៏ស្ថានភាពយើងមើលទៅពោពេញទៅដោយមានភាពកង្វល់ស្មុគស្មាញនៅក្នុងអារម្មណ៍អីជាដើមអមបានកត់តង្កល់ពីបញ្ហានេះទេឬក៏អត់ទេបាទជំរាបសួរលោកធានបញ្ហានេះភាកច្រើនគាត់ចូលទៅគាត់តែនិយាយពីរឿងរូបយើងទៅគាត់សប្បាយរីករាយដែរកាលណាយើងធ្វើទៅរឿង ត្រូវចិត្តគាត់រៀងជឿនលឿនទៅគាត់ក៏សុបាយតាមនឹងដែរតែបើសិនជាពេលខ្លះវាមានការយឺតយ៉ាវវាមិនសូវជឿនលឿនគាត់ក៏អារម្មណ៍គាត់ក៏មិនសូវល្អប៉ុន្មានដែរអមបានឆ្លើយនិយាយមិញពីបញ្ហារូបមួយនឹងចំណោមរូបដែលអមបានគូគឺមានរូបធ្វើទរណកម្មមួយ đại ông bình chạy tha cái đại ông khơi những tam bờ lọ và hồng muối bờ lọ muối đại ông mở bị cái này ông cho thọt cho cù rụp lại cù rụp muốn tới cái này này cứ tôi tuần là cầm hãy về dục tề cả đại cù ở miền ca cho bà lọ nó cứ nghi trong ca mưa bờ nọ phần tay ông ban bình chạy hơi tha về đại hai mình nuôi mình nhẹ đại dương tha bình chạy tạc co đại nốt đại an tha luôn miền lạt tập hiệp nó không ca thôi ơi là ó hay miền ca lươn luôn hay đặc biệt dọc mốc cứ miền mình bàn đôi bẩm nòng hay cả đài dọc mọc bị sầu ní cứ mở nơi chụp buông mốc chuẩn tập chào đài hay đặc biệt rồi chứ cứ chuẩn tập chào cứ bòn hàng cả đứng cọt bàn chênh từ vinh sầm nua số tha môn đứng cọt chênh còi bị sầu lư mà nu mà nẹt đài tha tăng luôn thay chuyện nẹt cù rụp nẹt chieng chặt rụp đọp chậm nan nâng ấy xua thạc con miền ban prapik pik rư có cái bậc kệ đi ra bằng cọp bên chia từ khăm cục đài nôm nẹ nô một đò tì ní thà giang mai tế thà oi nôm từ na từ thui từ rôn là cam rư có miền cả đi cả bậc kệ ra kêu cầu chụp buông một nô đài phụt của họ thà mình che thà che nâng đài tí bạn chấm điểm sang đầu thiền peno tam chấm bát chấm con đăng thà mình nên cất phơi mình cá thái cất cất ráp thả đó giờ tiếp tục với nhá anh đi tăng nhom chấm phải chè bàn này chăng có thả giờ tiếp với nhá còn phần năng cất chân từ cào từ đây nên đại giờ tiếp với nó trong cất chập ráp thôi ấy từ năng cứ tạm mới khi mình bàn chấp bạc từ cái chia cất to từ lư nên đại ba bật năng thế tại cà pết mắm cúc cứ cất lon máu để nhâm sập sầm cỏ cất miền xích con cá thôi chẳng nhức nhóc nữa để tạm để nhâm bớt tiếc hơi để nhâm cù rụp nó nắng sập thôi là càng cao nắng cứ cất sập thôi vậy vậy để chết ấy cứ tha ta nhâm khơi miền trao nó lừa để bạn ông khơi đây tha mắm cúc đại ban tha thưa đời chặt ai những miền ở bậc hết này cả thưa cầm pơ rồi có tận đặc cam những bài na khla tới đây ông ban khởi hay cọt thông qua núm bạn chấm đẹp sao đôi rụp chấm bát toàn những để chấm bát thưa cá những chẳng về những bọn hàng cá để cọt bát trồn màu đấy miền xây cái trồn mà mờ những người ta
ទីគេនិយាយរបៀបថាដោយថាកម្រាមចោះស្រួលស្ដាប់ជំរាបប្រសាទលោកកម្រាមចោះតាំងហ្នឹងឯងថា ông nữ con ông បាទពិតមែនហើយគំនូរនេះវាជាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈភាពនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មន្ត្រីឬក៏របស់បុគ្គលិកនៃអង្គការនៃពួកខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចំពោះអ៊ំផ្ទាល់ឬយ៉ាងម៉េច ជំរាបអគាត់ក្បាយគឺខ្ញុំសូមបែងចែកជាបីផ្នែកផ្នែកទី1គឺខ្ញុំបាទឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកផ្នែកទី2គឺខ្ញុំបាទឮតែសំឡេងទេតែខ្ញុំបាទមិនបានឃើញទេតែខ្ញុំសម័យទៅឃើញទិដ្ឋភាពពេលនោះផ្នែកទី3គឺជន់រងគ្រោះផ្ទាល់ដែលគាត់បានខ្សឹបខ្សៀវ ទាំងបីហ្នឹងចាំមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទមន្ត្រីបច្ចេកទេសសត្វទោះសូមភ្ជាប់រូបភាពចំនួន13សន្លឹកដែលមានលេខ PON ជាភាសាខ្មែរចាប់ពី00 17 21 ចាប់ផ្ដើមពីរូបភាពដំបូង 721 និមន្តណា
mấy thứ khang nè bây giờ cái gì rụp hiếp ở miền thừa cao được còn cao đi khang tháp rìa ta ai chui lơ ca bằng hai nơi rụp hiếp để nhóm bàn bạc cọp từ nè bàn đấy. Thank you, Mr. President. With pleasure. Some Okun Lok Tin, I Jewish Ban Batin. Some Jam Murum, Omna, Binet Murum. Sống to tiết mà to là hội đồ chọp đó hay còn tê bằng ong tê bằng lòng phê xam xâm đi tiết bà này. អរគុណខាងអ្នកបច្ចេកទេសថាវិញ្ញាបានសូមបញ្ជូនមករូបភាពត្រឡប់មកទំព័រលេខ006 16731វិញសូមដាក់រូបភាពលេខ00 16731 យោអិនខ្មែរ I'm sorry, Mr. President. Could you repeat the Khmer ERN, please? Som phai to luk thien som luk bchea leik ERN knong khmae lang wing thien ba. ERN 00163731. And which page would you like to see, Mr. President? Ba luk thien chong ban chang tompo ti praman da ba. Po ti 18. Om mơ rup ni om Nath.
rup ni mien manuh 2 neak dael kat tha che rup phiep robos chmam kuk hai nang rup boroh mneak ni keu angkui ne chit pieng tuk hai yok dai chveing bo kot luk chol teu khnung pieng tuk mien nei tha mai te rup ni om hai rup nana ke rup ni kat teu om khoeng ke rư ko che rup bos om khluon ai បានជម្រាបសាសលោកធានរូបនេះជារូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់បានពេលនោះខ្ញុំបាទចោះមកថ្ងៃដំបូងបំផុតខ្ញុំគូររូបនេះឡើងគឺខ្ញុំនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំមានសង្ឃឹមនឹងរស់ឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺថ្ងៃនោះឯងគេឲ្យខ្ញុំទៅកោសពុកមាត់កោសក់ចេញខ្ញុំបានឲ្យខ្ញុំមួយទឹក ដែលខ្ញុំកំពុងមុជទឹកហ្នឹងគឺគិតទៅមកដល់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាជាងមួយខែហើយខ្ញុំទៅមិនស្គាល់ពីទឹកនៅទីនោះឯងហើយសំខាន់បំផុតនៅក្បែរពីទឹកហ្នឹងគឺមានបំបែកកញ្ចក់បែកមួយធំជាងមេជើងបន្តិចនៅក្បែរពីទឹកហ្នឹងខ្ញុំរើសយកមកឆ្លោះមុខខ្ញុំបាទនៅពេលហ្នឹងដៃស្ដាំខ្ញុំបានឆ្លោះមើលឃើញបំបែកកញ្ចក់ហ្នឹងខ្ញុំមើលមុខឃើញថាវាទ្រុតទ្រោមវាបាត់បង់ សាច់ឈាមអស់ហើយពេលនោះឆ្នាំ2នាក់គួយមើលខ្ញុំកែលោខ្ញុំមានបញ្ហាអីបាទខ្ញុំគូរូបនេះឡើងគឺសម្រាប់ខ្ញុំបាទតល់បាទជម្រាបសួរអញ្ចឹងគឺរូបនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ខាងអង្ការបុគ្គលិករបស់អង្ការខ្មែរក្រហមហ្នឹងប្រព្រឹត្តមកលើអ៊ំក្នុងអំឡុងពេលចាប់តាំងពីពេលចាប់ខ្លួននៅខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់ពេលក្នុងអំឡុងពេលដែលអ៊ំ បានមកកន្លែងគូរូបនៅក្នុងមន្ទីរស-21ចឹងមែនទេបានជម្រាបសាសលោកធានបានរូបទី2សូមខាងសាភរិញ្ញាជួយបង្ហាញនៅរូបភាពដែលមានលេខ P00 00027 ហើយនឹងរូបភាពជាបន្តបន្តភ្ជាប់នឹងរូបភាពនេះអំសុំពិនិត្យនៅរូបទាំងអស់នេះអំវានេះជារូបទី 1 អំដែលមានមនុស្សអ្នកទោសច្រើនអ្នកហើយនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខាំង 1 ហើយស្ថានភាពនៃការជាប់រណងជាប់ខ្នោះជើងហើយស្ថានភាពដេកនេះសំណួរសួរថារូបនេះជារូបអំគូពិតមែនទេហើយរូបនេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃ មនុស្សដែលឃុំឃាំងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអំជាប់ឃុំឃាំងនោះដែរឬទេបានជម្រាបប្រសាសន៍លោកធានបន្ទប់នេះគឺជាបន្ទប់ដែលខ្ញុំបាទជាប់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅទីនោះគឺមានចំនួនមនុស្សប៉ុណ្ណឹងហើយសិតដែលខ្ញុំបាទជម្រាបពីខាងដើមគឺគេឲ្យយើងដេកអញ្ចឹងយើងមិនអាច មិនអាចអង្គុយបានដោយអត់មានរបៀបរបបទេគឺយើងដេកកណាយើងចង់អង្គុយតើយើងលើកដៃឡើងសុំថាបងអើយខ្ញុំសុំអង្គុយមួយផ្លែតតើណានិយាមខាងមុខគេថាឲ្យយើងអង្គុយទៅបានយើងងើបអង្គុយបានគឺបន្ទប់នេះគឺបន្ទប់ដែលខ្ញុំបាទជាប់ផ្ទាល់បានមកជើញរូបតទៀតបាទនេះជួយបញ្ជូនរូបមួយទៀត ចុះរូបនេះវិញអ៊ំយ៉ាងម៉េចទៅបាទរូបនេះជម្រាបលោកធានរូបនេះគឺខ្ញុំគូតំណាងអ្នកដែលជាប់នៅបន្ទប់តូចបន្ទប់តូចដែលនៅក្រោមអាគារក្រោមអាគារសេក៏ដូចជាអាគារអាក៏ដូចជាអាគារបេនឹងដេដែរពីព្រោះកាលខ្ញុំបាទចូលទៅដំបូងហ្នឹងក្រោមបន្ទប់អាគារទាំង 4 ហ្នឹងគឺមានបន្ទប់តូចៗនៅទាំងអស់ដូចគ្នាទាំងអស់
ແລະក្រោយមកគឺទៅរស់រើសម្រួលទៅនៅសល់តែអាគីសេមួយទេដែលមានរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគូដំណាងអ្នកចប់នៅបន្ទប់តូចនឹងមួយដែលថាចប់ចម្លាយហើយយើងអស់សង្ឃឹមហើយយើងប្រហែលយើងនឹងអាចទៅជាអីអីទៀតអានឹងខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំអត់ដឹងតែគេយកទៅណាទេតែថាភាពអស់សង្ឃឹមរបស់អ្នកតូចដែលនៅបន្ទប់តូចបាទចំណងជើងនេះបាទ អ៊ំមិនបានឃើញទស្សនភាពនេះទេបាទអ៊ំគាត់តែគូទៅតាមអ្វីដែលអ៊ំបានគិតស្លាប់ស្ដាប់គេនិយាយស្ដាប់អ្នកផ្សេងៗនិយាយទេមែនទេឬក៏អ៊ំបានទស្សនភាពដែលអ៊ំបានឃើញជាក់ស្ដែងបាទបន្ទប់នេះខ្ញុំជម្រាបប្រសាសន៍លោកធានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដែរព្រោះខ្ញុំដើរទៅធ្វើការចុះពីលើមកធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំកលែងមកផ្លែតៗខ្ញុំឃើញទប់ហ្នឹងបាទ បាទធំរូបបន្តទៀតមែនចុះរូបនេះអ៊ំយ៉ាងម៉េចដែរបង្ហាញពីទស្សនភាពយ៉ាងម៉េចដែរនេះបាទជំរាបសាសលោកធានរូបនេះគឺខ្ញុំបានមិនបានឃើញទេតែខ្ញុំបានលឺសំឡេង ព្រោះរូបនេះស្ថិតនៅលើអាគារជាន់ទី2នៃអាគារសេក្នុងសប្តាហ៍ជួនកាលមានដល់ទៅ2ដងដែលឆ្នាំគប់មួយចំនួនគាត់ឡើងទៅ3-4នាក់ទៅយកកុមារកុមារចេញពីម្ដាយឪពុកមកហ្នឹងខ្ញុំឮសូរសំឡេងក្មេងយំឮសូរមនុស្សចាស់យំឮសូរប្រទូប្រទះរបៀបដូចជាវាយដូចជាប្រតិយប្រទងគ្នាប្រទៀងប្រទងគ្នារឿងកូនហ្នឹងមួយសបកក្រោយមកគោគេនាំកុមារចុះពីលើមក នេះខ្ញុំគូដោយសារការនឹកសម័យរបស់ខ្ញុំបាទដែលលឺនឹងទៅជាបាទអរគុណសូមរូបបន្តទៀតបាទចុះរូបនេះដែលអ៊ំគូនឹងបង្ហាញឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនភាពអីដែរអ៊ំរូបទី 4 នេះ បាទជំរាបសាស់លោកធានរូបនេះគឺជនរងគ្រោះផ្ទាល់ដែលគាត់លួចខ្សែប្រាប់ខ្ញុំដល់ក្រោយមកខ្ញុំទៅក្រោយទៅធ្វើឆ្អឹងរូបក្រោយគេប្រាប់ថាគាត់ត្រូវគេយកទៅសួរចម្លើយដល់ស្រោចទឹកគេយកកណាត់គ្របលើច្រមុះលើភ្នែកគាត់គេចាក់ទឹកពីលើហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ថប់ដង្ហើមបាទ សំម្ចាំងរូបទី 5 ចុះទស្សនភាពរូបនេះវិញដែលអ៊ំគូនឹងវាឆ្លុះម្ចាំងអំពីរឿងអីដែរទៅអ៊ំបាទជម្រាបសាសន៍លោកធានរូបនេះអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំអ្នករងគ្រោះនេះបងអង្កើតគាត់ស្គាល់ច្បាស់គាត់ឈ្មោះផាថនច័ន្ទគាត់អ្នកបកប្រែភាសាវៀតណាមក្នុងការសួរចម្លើយវៀតណាមនៅសម័យនោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំ ថាគាត់ត្រូវគេដាក់ចូលក្នុងអាងទឹកមួយធំដាក់ខ្នោះចំបុចក្បាលគាត់ទៅក្នុងនឹងហើយគាត់ផឹកទឹកទាំងប៉ោងពោះសិតចង់សន្លប់បានគាត់ដកចេញមកក្រៅគេជាន់ពោះគាត់បញ្ចេញទឹកមកវិញនឹងពេលដែលគាត់សម្រាកនៅក្បែរខ្ញុំគាត់លួចខ្សែប្រាប់ទៅជាខ្ញុំខ្ញុំចេះតែចងចាំទុកទៅពេលដល់ក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ មានគេមកធ្វើឯកសារជនជាតិអាល្លឺម៉ង់អ្នកទៀតអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតមកធ្វើឯកសារស្ដីពីទីសរ21សម័យនោះគាត់បានធ្វើការវិការនៅក្នុងភាពយន្តឯកសាររបស់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងពីគាត់ចូលក្នុងធុងទឹកហ្នឹងឲ្យគេមកខ្ញុំចាំច្បាស់បានខ្ញុំគាត់ឲ្យសំណូមពរឲ្យខ្ញុំដើម្បីអនុស្សាវរីយ៍របស់គាត់គាត់ថាធ្វើសុំឲ្យគាត់មួយចុះ គូដាក់ឲ្យគាត់មួយខ្ញុំគូតាមសំណូមពរបស់គាត់ដែលគាត់ជឿចាប់ក្នុងអាងទឹកហ្នឹងសូមជម្រាបឧបសគ្គប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងបានជាគាត់បានរស់រៀនមានជីវិតពីមន្ទីរស-21ដែរអញ្ចឹងមែនទេបាទគាត់រស់រៀនពីស-21ដែរប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅឆ្នាំ2002ហើយបាទ
Som chang rup ti 6 ban. Athatibai ampi tittathiep rup ni dai om ku nung vi chrom chang ampi tittathiep rueng yang mai teu. Ba chamrieb phasa lok puthien rup ni khiem man ban khoeng te. ហើយក៏មិនបានណានយាយប្រាប់ដែរប៉ុន្តែយើងមានឧបករណ៍នេះដែលយើងរកឃើញនៅកន្លែងខាងត្បូងភាគខាងត្បូងនៃសំភៃមួយកន្លែងគុកវិស័យហ្នឹងយើងឃើញឧបករណ៍ហ្នឹងនៅទីនោះដូច្នេះយកមកយើងធ្វើការប្រជុំមួយពេលសម័យនោះឆ្នាំ 81 ចុងដើម 81យើងពិភាកមើលថាតើធុងនេះគេប្រើទ្រុនកម្មវិញមិនពីព្រោះមកធុងហ្នឹងវាជាធុងពាក់កណ្ដាល វាពាក់កណ្ដាលនេះធុងទឹកហើយខ្នោះហ្នឹងនឹងពីរហើយមានក្បាលទឹកមួយនៅហ្នឹងដូច្នេះបើសិនមនុស្សអង្គុយក៏អង្គុយអត់កើតចាប់ក្បាលចោះទៅក្រោមកំនឹងធ្វើម៉េចគឺថាឯកភាពគ្នាពិភាក្សាប្រហែលជាអាចជួចជើងឡើងលើយកក្បាលចោះក្រោមដាក់ខ្នោះដៃចប់នៅហ្នឹងបានធ្វើទៅកើតធុងនេះពីព្រោះធុងហ្នឹងវានៅក្នុងគុកវិស័យហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តថា ឲ្យធ្វើរូបនឹងមួយទៅដើម្បីថាព្រោះយើងដាក់តាំងឧបករណ៍ហ្នឹងមិនដឹងគេធ្វើចម្លាយយ៉ាងម៉េចព្រោះអាក្នុងខ្នោះនេះអាក្នុងហ្នឹងវាមានខ្នោះដៃសម្រាប់ដកដៃពីរមិនមែនខ្នោះជើងអាហ្នឹងដាក់ខ្នោះដៃតែមកនេះបានគេថាក្បាលមនុស្សចោះទៅក្រោមខ្លួននោះឡើងលើធុងហ្នឹងពេលមិនដឹងមានឧបករណ៍អ្វីក្រៅពីនឹងទៀតក៏ខ្ញុំបាទមិនដឹងច្បាស់បាទថាគូអញ្ចឹងឡើងទៅបាទអរគុណអ៊ំសូមម្ចាស់រូបបន្តទៀតរូ
cho rụp này với nhóm đại ông cù nắng về so với trang pi tập hiệp giang mạch đáy ông rụp này nẹt tô sợi mình nẹt còn để dây bám khi nhóm còn nẹt là khang tiệp bài về lúc nhóm tập tiệp bài mà đong mà cà đấy bàn tay dưỡng ăn miên là tập hiệp ấy này dây này bàn dù thế còn là tham mà cạn một khi nắng đào dư tích những ảnh dây này bán này bảy bốn mặt cất cơ vị các bạn đã khi nhom cái thà cất ở miền lệ cái nạn chế mà nước sợi hơi trong cá su điểm lại còn khi nhom ở bạn đánh đào lại su cất tê còn cái thà kia vô cất su điểm lại cất ở miền lệ cái nạn chế mà nước sợi hơi còn vậy tập năng hay nhom cù là biếp cái ai là biếp say nó cứ ta môi cất nâu chieng chơi nó cái này nó chăm am cúc mình nhé ปีเนี้ยเกี่ยวกับจำสัตว์ละอันนั่งมีตรงโต้หมวยกับจำยมเต๋อยมคืนปวงกับโรยสมเอาโรยสมเอาโรยด่าเอายมท่าอมไอเถื่อยทั้งเกี่ยวกับอมเมื่อนี่สัตว์นี่ให้กัดเชียงเชื่อที่แต่กัดยมสัวไอไอพีซีทั้งจะด่าทั้งสมเอาได้ทั้งตะกี้โยเถื่อยท่าอดดังที่เกี่ยวกับจำเต๋อให้ตะกี้มาโยกี้มาโยเต๋อโยเถื่อยดังที่ปั้นเนี่ยโตใส่นั่งกัดท่ากัดเต๋อกายคือโยสัตว์ปึ๊กเยอะเตอร์สู้อย่างไรก่อนแต่ยังเมียนลาตะเพียบยังกลัวถึงอาเกมเมอร์เตอร์ขอบคุณสมรูปตอบเด็ดบ้างสมต่อรูปรูปนี้วิ่งอมกูนั่งเมียนกาฉลองมาจังเรื่องพูดถึงกรรมประเภทนาเตอร์บาดูปนี้จำเรียบสาลงเทียนคือชวนรงกลมมาเนี่ยได้ไปแล้วกัดโขยหายกัดชิมว่าเอิงไปกัดเจ็บประเทศซองมาเพยมวยเมนประเทศนิเตกัดประเทศประเทศสระมันตีกฤตกรรมกัดตัวรงกลมได้ดอกกระจอกนั่งกัดปราถากัดดอกกระจอกเบียบนั่งกระยงก้มมาจับกระจอกก่อนจังกัดเนี่ยปรับเบียบบอกขยมขยมดังกัดชิมว่าเอิงไปดิฉันกระจอกกัดปีกาประมาณกระจอกนั่นคือกอดอาอังถ้ากอดตะกิดดอกกระจอกอย่างโดยเฉพาะยมกูนั่นคือสำหรับกอดเจียนุสาวรีบอกกอดแบบอย่างฉลองมันจังปีติดเพียบในชมามกุกในมติสันสกสมภัยมุ้ยบ้านทวดรุนกรรมจะเลือกเอิงไปยังงมเนี่ยให้สมนุสวทางกาปีอมกูหายนั่งเอิงไปในโรงเรียนมิจิบดีให้กอดตะตัวท่า
គំនូរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលគេធ្វើទរណកម្មចំពោះគាត់ទេ បាទជំរាបសាសលោកធានព្រោះតាខ្ញុំបាទចាំសារមន្ទីរស-21សារមន្ទីរបើកឡើងនៅឆ្នាំ 87ហើយគាត់ទទួលអនិច្ចកម្មនៅឆ្នាំ 97ដូច្នេះគាត់ទទួលស្គាល់រូបនេះអស់រយៈពេលជាង 10ឆ្នាំហើយដែលគាត់ដឹងបញ្ហានេះបាទ បាទអរគុណសូមបន្តរូបបន្តទៀតរូបទី 9 វិញអំអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅអំពីស្ថានភាពឬក៏ទិដ្ឋភាពធ្វើទរណកម្មនេះ បាទជារិះសាររូបនេះគឺប៊ូមេងក៏ទទួលផ្ដាល់បាទនេះជាកំណត់របស់ប៊ូមេងដែលគាត់ទទួលរនកម្មគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់ត្រូវគេវាយប្រដាក់គ្នាដូចខ្ចងអញ្ចឹងអស់វិញមួយគ្រុបនេះទាំងអស់ ខ្ញុំគូសម្រាប់ប៊ូមេងបាទលោកអរគុណសូមបន្តទៅរូបបន្ទាប់លេខ10ចុះរូបនេះវិញអំអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចទៅវាឆ្លុះបញ្ចាំងក្នុងករណីណាដែរជំរាបសាសលោកប្រធានរូបនេះដែលថាយើងក្តាប់ ការពិតមិនច្បាស់លាស់ជាងចង់និយាយពីតំណាងនៅជើងឯកជើងឯកក៏នៅលើសូរលេខលៀងតោះនេះថាតែគេសម្លាប់ហើយគេអាកតែការពិតគេមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេនេះដោយសារការយើងមិនបានច្បាស់លាស់ការពិតគេដៃគេជាប់ខ្នោះតែមួយទេគេវាយសន្លប់ហើយបើគេអាកក្រោយគឺវាយសន្លប់អាកវាយសន្លប់អាកក៏មិនមនុស្សនឹងវាអាចដឹងខ្លួនឡើងវិញដូច្នេះរូបនេះវាខុសពីការពិត ក៏ទៅវាសាហាវចាញ់ជើងឯងទេបាទមិនគាត់ថាវាគាត់ថាវាកលក្ខណៈម្យ៉ាងមកជើងឯងគេអត់មានចង់ឲ្យយើងដឹងគេវាយពីក្រោយផឹងឡើងដួលទៅកាត់កមកបាទអាកមកអានឹងខ្ញុំដឹងច្បាស់ក្រោយមកហើយទេដែលកងពិសេសទេគេនិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទបាទអរគុណសូមបន្តទៅទៀតទៅរូបទី 12 តោះទៀតមិញរូបនេះបាទនេះរូបនេះគឺអំបានអធិប្បាយហើយអំមិញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការដែលធ្វើទរណកម្មទៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលបានអះអាងថាខ្លួននឹងជាវិចិត្រករចេះពូចេះឆ្លាក់រូបអីចឹងហើយដល់ពេលធ្វើរូបមិនកើតហើយទើបឲ្យជនជាប់ចោតឲ្យយកត្រឡប់ទៅវិញហើយខាងឆ្មាំគុកបានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងហើយអំអះអាងថា ការដែលមើលឃើញនឹងនៅទិដ្ឋភាពនោះនៅពេលយប់ទេមិនមែនពេលថ្ងៃទេប៉ុន្តែដើម្បីគូនោះឲ្យវាងាយក្នុងការមើលយល់អញ្ចឹងបានជាគូភ្លឺអញ្ចឹងទិដ្ឋភាពហ្នឹងរូបអំយាយមិញហ្នឹងរូបហ្នឹងមែនទេបាទជារិះសាសលោកធានរូបហ្នឹងបាទបន្តរូបមួយទៀតគឺរូបទី 13នេះវិញអំបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពអ្វីដែររូបនេះមានមនុស្សពីរនាក់ហើយសែងមនុស្សម្នាក់ដែលស្គមកំប្រឹងនៅសល់តែឆ្អឹងនេះហើយចងដៃចងជើងសោកសែងដូចសែងជ្រូកអញ្ចឹងបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពអ្វីដែរបាទជម្រាបសាសលោកប្រធានរូបនេះគឺខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកខ្លួនឯងតែម្ដងពេលដែលគេច្រឡាត់មនុស្សតោះចេញទៅក្រៅ ការសម័យនោះខ្ញុំបាននៅឃើញថាគេយកទៅសហករណ៍ក្រៅគេយកទៅដាក់នៅសហករណ៍បង្កើតផលដូចនៅស្រែនៅអេលីសូតងាយស្រែស្រែស្មានយកទៅស្រែហ្នឹងទៅមនុស្សតោះនេះគឺដើររត់រួចគាត់ដាច់បាយគាត់ឈឺដើរមិនរួចហើយក្នុងពិបាកក្នុងការនាំចេញគឺមធ្យោបាយមួយហ្នឹងហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺក្មេងៗអាយុប្រហែលជា 15 16 ឆ្នាំនេះផ្សេង
nhóm nghĩa tới khơi sai chân tầm mỏng được cho nên đó là cái này dân khơi chân tới với đôi chìa đốc nông chất mà bớp nâng để át màn đó hai nhân màn là mình slap tới cà phê tới cắt nơi tình gì cao nè để chẳng cần nơi tình gì này cắt cái tròn chết bao nhiêu tháng cắt mình slap tới tại cái chỉ liên chân cho đạn lan cái đó cắt đã ở rồi nên chẳng bao khơi phần này bao nhiêu điểm sao សូមបន្តទៀតរូបចុងក្រោយលេខ14ចុះរូបនេះដែលអ៊ំបានគូនឹងវាឆ្លោះម្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពអ្វីដែលទៅហើយរូបភាពនេះទិដ្ឋភាពនឹងដែលអ៊ំគិតនឹងថាទិដ្ឋភាពនៅទីណាទៅដែលកើតហេតុដូចនេះបាទជម្រាបសាសលោកធានរូបនេះក្រោយពីការដែល ដែលមានការលឺរន្ទឺល្បីល្បាញនៅជើងឯកថាគេកោះសាកសពរញ៉េរញ៉ៃច្រើនពួកខ្ញុំក៏ចោះទៅចោះទៅឃើញច្រើនមែនតើដូច្នេះបានយើងដឹងថាអំពីបណ្ដាញ và to một rụp hiệp thông đà vĩnh ông ban chạy tranh pi mình ti săn sóc so một hơi môi nơi bên nã ban chấm điểm sa lục thiên hiệp ban tranh pi tại địa bên so một hơi môi nơi ngày bẩm bẩn mẹ gà ra cho năm con một đôi chân sẽ bẩm bay William mong đọc mẹ mong môi ăn đọc pi cả lát ngày trăng mà ông chạy ông chạy tranh từ nắng miền mà nuôi phong an từ chỉ môi ông hay ông thưa đầm nào từ đó thì nào để và chuẩn bị sang lục thiên vừa ngày nô cày pi lư sô sầm lầy nhà bốt tu khăng men tên là phải thầm nắng cứ buộc nhóm tre kê bầm mồ đặng nông bắt tục cô ru từng ao miền chiêng chơ chiêng nơi khăn cào của màn sọp tới chiêng đập nẹ và chiêng đập pi đập bay nẹ hay đập bình tạm máu cô hai chiêng máu cả là máu cày máu máu đập pi cả là nâng cứ miền chăm mầm buồn pram nẹ can gặp lượng group đầy máu mà đó cô mình chia ở phụ dương trong tranh vì lòng mình tụt nâng đào trăng chúa từ tam quan ai cất cầm riềm, bạp thang, bùa anh chênh máu đại tròn, anh chênh bị chu mà chấm hết, ban chào phlem, ọt miền tòa ba đấy, bạp hai. Vì thế cái nhóm cô từng ọt nét nằm nhập hơi ấy, nhóm nó khơi thà, à sẵn đó lại về nâng, cô nằm nét đào từng ọt nét chênh máu nâng, xung bay thật cầm ma, nó có bài khuôn nâng, chôn vô ọt hiện chôn phong, đào máu miền tạ ai mới khâu môi ấy, màu tàng còn là hô chênh máu nâng, đào máu cắt, tam xa tu tập buông món cần năng về xa tu tập buông năng bị chia ngặt bị đôi chia rồng ấy chẳng cả tam năng máu cho từ hàng bằng tập bồn thề từ chia cả đồng là bị so dục bị lục mòm và bị so bị lục vì thế này về đã đào năng bản dương khơi mình nuôi chia ra na về năng chia ra mình tên hay nhằm ta đào mà dục năng tiệt dục nâng đào phong bảo phong đào phong bảo phong mà nước chả nát đó đó chẳng vùng bên cái này bay cái này đang gì này nấy nhóm đợt về plus ra lắm bạn chụp cái này bình đợt chụp cái này với nhóm trâu thôi đầm na tới đó chết ông snul chết rồng chạy chán ông snul nâng cứ miền chmam cục bồn pram nẹ còn nó chạm cái này nâng sạch từ đó những chụp chung cái này nó hay những đánh bài mà ngày ấy ngày bình mẹ cả nó có ở miền ấy được tiền đấy đập được nó bình lâm là ngày bình bay mẹ cả ra hay nó từ đó chỉ cả lật với chia chuẩn nơi nó còn vô thế cái thà lấy năm này hô bật lật miền cả lăng tị sân cho lòng phải lấy buồn nó môi tiết cho lòng phải lấy buồn hay dương ở miền bánh hai
ហើយក៏ដល់ហូបលឹកបន្តិចទួតម្នាក់ឯងនាំនេះឆ្លងហើយមកបំបីព្រឹកត្រូវឡើងផ្លូវជាលេខ4ដល់ពេលឡើងផ្លូវជាលេខ4ហ្នឹងមិនឡើងតែខ្សែខ្ញុំឯងឡើង 4 5 ខ្សែអាខ្សែខ្ញុំផងខ្សែខាងឆ្វេងដៃ 3 4 ខ្សែខ្សែខាងស្ដាំដៃ 2 3 ខ្សែទៀតប៉ុន្តែចិត្តប្រហែលនៅតែ100ម៉ែត្រដល់ផ្លូវជាតិហើយមានឡានតប់វៀតណាមជាមួយខ្មែរយើង 4 ប្រាំទៅដាក់តុងជ័យប្រសាទកពូ5កណ្ដឹងខ្ញុំអត់តន់ស្គងជាតុងណាណាអីនេះទេបកទៅហ្នឹងអាឡែងខ្សែខាងស្ដាំដៃខាងលើនេះបាញ់ដល់បាញ់ហ្នឹងគេចោះពីឡានមកគេបាញ់មកវិញបាញ់ទៅបាញ់ប្អើលគ្នាបាញ់ចាប់មកម៉ោងហ្នឹងងឹតមេឃហ្នឹងទៅវាកំឡុងដែលការពារខ្ញុំប្រមាណបែកគ្នាអស់លីងបែកខ្ញែកគ្នាអស់រត់ចែកផ្លូវនេះអស់ទៅខ្ញុំបែកនេះអស់សល់ 4 នេះទេមានអៀមចាន់អឹងបិចហើយតកងខ្ញុំតបូនអ្នកហ្នឹងសល់4អ្នកហ្នឹងគួយចាំគេឡើងពីក្រោយមកវិញខ្ញុំថាចាំដឹកកងការពារដោយខាងអ្នកទោសមួយយើងឯងមកជួបគ្នាចាំយើងឡើងទៅទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទៅម្នាក់ឯងគេលោវាប៉ះពាល់កាលហ្នឹងហៅទៅយួនយួនណាប៉ះយួននយួនបាញ់ងាប់ទាំងអស់គ្នាចាំស្ងាត់ស្ងាត់មានណាឡើងមកខ្ញុំថាអត់បានទេតែនៅនឹងយប់អត់បានទេ ណាមួយអត់អីទៅទៀនផងមួយថ្ងៃផងងាយហើយនាំនៅឡើងថ្នល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចងាប់លើថ្នល់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំពីរនាក់ថាឥឡូវបើឡើងថ្នល់យើងហួសទៅតាមគេទៅខ្ញុំប្រកែកថាខ្ញុំដូចមិនទៅទេខ្ញុំតែទៅខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំអត់បានមិនរស់ណាមួយអត់បាយផងខ្លាចគេមិនទុកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ឡើងទៅភ្នំពេញវិញខ្ញុំថាអញ្ចឹងពូថាថាឡើងដល់ឡើងយួនអាកងាប់ ខ្ញុំតាឡើងអាក៏អាដល់ដល់នឹងទៅហើយតែអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តជំនះថាខ្ញុំទៅតាឡើងភ្នំពេញវិញដល់ពី3នាក់ហ្នឹងបែរៀងមិនសូវនេះដែរគាត់ក៏សុកចិត្តតាមខ្ញុំដល់ឡានដល់ថ្នល់ពឹបហ្នឹងឡានវៀតណាមទៅមកច្រើនទៅច្រើនទៅហ្នឹងគេចេះតែបកដៃឲ្យចូលក្នុងគេអត់ឲ្យក្បាលទៅខាងលិចទេក្រៅទៅខាងលិចគេលុកគេបាញ់ខ្ញុំក៏ដើរចូលក្នុងមកដូច្នេះខ្ញុំរួចចេញនៅថ្ងៃ 8 មករាប្រហែលជាម៉ោង
ngày đáp nhắm đáp nông bình hay đáp nông bình miền tập khmai dưới này chạm từ tuôn play stop tuôn cột này sẽ từ tập khmai từng ở nó tin không khi từ tuôn địa tệ dương khi ở co ở mà hộp hà dương đánh bài ấy khi chạm từ tuôn chơi nó tin không địch này nhắm máu bàn tập bốn nhẹ đi long bàn bài chia bay đó chọn mà chăn nắm á rạ mình ti riệp chạm chết bác bàn khơi bay nhẹ mà tiền bàn khơi bù mê pha thon chăn hay năng chùm mây còn mau cào khi ông tập bộ mà bạn tập bộ nè thì nhưng mà tiếp sang là một thiên văn năng mà ồ quân ông tất tập hiệp mùi tiết ông nhìn ra trong đăng tha ta là phê bài ngày thì bẩm phân lạ bẩm mẹ gà ra cho năm mà còn bẩm buồn đôi chân tầm bốn là ngày phân lưng còn tổ đọc chồn một nã xây rụp rụp chết các tham Campuchia lại còn tro đời còn tàu Việt Nam chồn một rụp đỏ bây giờ thì còn rụp pính hay vì đây ông chạy tranh tới đây khi thả ở tầm rong chua mình đi xua thả thì muối nè đây tủ nơi xe xa lắng xa rốc miên chùm luôn phất vật phẩm mán thì phì tất đập hiếp đây kì ai tư chùm mùi kì mà nhấn ta cái bị phiông gặp lớn nước miệng đạn khăn nọ đáy rứt cả chong xe ấy đại tế chùm đẹp xa lộ thiền ta nhầm chăm bàn bên nó buộc nhầm chanh bị không bật tục cô rụp nắng miền chiêng chơ miền chiêng phương chiêng ấy chiêng đáy ấy nắng chiêng mà sinh nắng hay chiêng đọc bầy nẹ ta nhầm chăm cho át đọc bầy nẹ hay đại kì bình chi ở dân tranh những cái ở miền tròn ở miền đặc nó ấy tê hay cứ đào tranh tới đây đây tới tế còn tại cái ở dân đào tròn chùa mình ở nghĩa bị chùa tê hay được chứ này nét tô cà pì nô nó không cục nó cứ ở miền tê cứ ở du hơi ở tăng bị khai đập môi nó sao tỉnh túi nè sao tỉnh nè ta nhắm đang cứ ngắt nó cục nó ngắt hơi nó sao lại cục bị say nơi kia đại miền phân nô của màn nẹ nâng 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 nâng
การได้ปูขยมเจงมาปูนั่งนั่งยังเคยคือนั่งนั่งเคยกับอาเริ่มนั่งได้ปั้นแต่ดอกกัดสลับดังมองน้าขยมอดดังตีเนื้อใส่ซอลนั่งภายประมาณเนี่ยได้ถ้าอมทามินเราดำเนินฮะคือเธอรีบหยุดพนูกลอยมอเนื้อไปเดลอมตลอดหมอกเพื่อการเงินตระมันตีตัวใส่นั้นมีจำนวนภายประมาณเนี่ยได้บ้านขยมมาดาลยมเคยพนูนั่งเมียนดับบุญเนี่ยนุ่งพนูนั่งเมียนปมนุ่งพนูนั่งดับบุญเดี๋ยวฉะนั้นยังเคยพนูดับบุญยังทำมนุ่งดับบุญให้เดี๋ยวฉะนั้นยังก็รีบจำเกี่ยงไงกล่าวมาประเทศลงเทศอังกฤษยังก็รีบจำจะจะสีมองสีไอ้แต่ดับบุญนั่งไหนคือดับบุญเนี่ยนั่งไงเดินกลายนองยัยปีตัดเพียบคลุนอมตอลไปได้องกาไมกับหอมจับคลุนอมพิคายบัตรบองไปชูนมกนุ่มปิงมกคุมแข็งเนื้อมันตีซอมกเพยมวยนู้แล้วชอบตัดเพียบในบปุ่นโกนบอมไม่ยังไม่แด่ดิอมบอลอัลบานียังมีปัญหาบปุ่นโกนจำเรียบซาลูเทียนตัวไงได้เก็บจับโคลนขยมนั่งคือจับตะขยมเนี่ยไอ้ทีไอ้ประปนโกนคือเนื้อขนมสากอปรามอะไรไอ้เปย์ตะขยมเจนเมาเนาะขยมเนื้อสากอนปีเนี่ยในจมูกมาได้น้องไอ้โกนบ้องอายุปรามชั้นน้ำโกนโป้ในอายุประมวยไข่ปัตตาดาขยมเมื่อใส่เพียบแต่เว้นคือโกนขยมตั้งปีนั่งสลับออกหายสงายย่อมนำมาในตรงปิงคือปวนจ่าย่อมหนึ่งคุณอมในบ้านพระดอลพรหมินเกี่ยวกับใครกรรมในขนมตัดเพียบในชีวภาพได้อมบ้านฉลองกัดในขนมระบบกรรมเชียร์พิจิตรปไตยในขนมลงปิลจำปีทั้งไงดอกผมเปิลเมษาจัตตพรำเราดอกทั้งไงที่ผมเปิลกรอยผมเปิลแม่กราชนามาปวนผมบุญน้อยเจ็ดตัวผมบุญเชี่ยเกิดบรรทอนี่ตาลุกตะไคร้องจมเรศตาเมียนตมโนเอาไว้สู้ดอลจนจบเจ้ารูปนี้sorry สมโตจอลเนี่ยรูเรียนมันชีวิตเชี่ยสะใสในน้องมันตีโซมาเผยมวยนี่ได้หรือตีជួយលោកជាក្រុមសងមកEst-ce que vous pourriez nous expliquer les difficultés que vous avez rencontrées après votre libération de S21 et l'expérience dramatique que vous y avez vécue et comment vous avezpu éventuellement surmonter ces épreuves. บ้านปรังออฟิกายเจ็ดใบต่อสู้กรุบยางลงเพื่อไกลได้องกาดาตื้อมอมันเห็นออยกอดขนเจ็ดอยู่ออสมัตเพียบในกลุ่นใจตั้งบันมานมาบำราลงโกลมนองแต่มวยคือสมรอดดูใช่ไหมการชื่อจับในการปลดปราในเรียในการลายปกยมบาลเหยียบเปลมีชั้นนำก็โดยเจียใบชั้นนำผมใบไข่
ជំរាបលោកចៅក្រមតែត្រង់តែមិនអាចមិនអាចនឹងរលុបបានដល់ងាយងាយឡើយទោះបីខ្ញុំបានព្យាយាមខំប្រឹងបំភ្លេចខំប្រឹងនឹកឈប់នឹកនីប៉ុន្តែវានៅតែតាមលងតាមបន្លាចទោះឲ្យយើងចេះតែនឹកនីដល់គិតដល់ គឺជានិច្ចកាលដូច្នេះសរុបមកជម្រាបច្បាស់គឺថាមិនអាចបំភ្លេចបានក្នុងពេលរយៈខ្លីឡើយហើយប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចទេលោកចៅក្រមសូមជម្រាប Nous l'avons vu, vous avez peint beaucoup de tableaux. Si j'ai bien compris d'ailleurs, vous êtes revenu peu de temps après votre libération sur les lieux mêmes pour peindre des tableaux. Vous avez participé à des documentaires. Vous avez, je crois aussi, écrit un livre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il est aussi important pour vous de pouvoir témoigner? នេះជាការដែលខ្ញុំបានគិតទុកចិញ្ចឹមចិត្តទុកមកតាំងពីខ្ញុំបាននៅក្នុងស.21ដុល្លារខ្ញុំបានតាំងចិត្តថាបើសិនជាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃណាមួយក៏ដោយខ្ញុំបានមានសេរីភាពរួចចាកចេញពីកន្លែងនេះខ្ញុំបាននឹងចងក្រងនឹងលាតត្រដាងរឿងដើម្បីឲ្យ កូនចៅជំនាន់ក្រោយកុំមនុស្សជំនាន់ក្រោយបានយល់បានដឹងអំពីទុកវេទនារបស់មនុស្សជំនាន់ខ្ញុំនេះជាពិសេសរូបខ្ញុំបាទតនឹងមិត្តភក្តិទាំង 36នាក់ដែលមកដល់ស.21នេះដែលមិនបានដឹងថាខ្លួនធ្វើអ្វីខុសផងនោះដូច្នេះអ្នកដែលមកជាមួយខ្ញុំដល់ស.21ភាគច្រើនគឺមិនដឹងរឿង មិនដឹងរឿងថាខ្លួនឯងបានធ្វើអ្វីខុសដែលគេត្រូវគេចាប់ខ្លួនអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើមិញម៉ងសួរគ្នារឿងអីរឿងអីដូចគ្នាអត់ដឹងទាំងអស់ដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែលាតត្រដាងត្រូវតែទៅសេត្រូវតែចងក្រងទុកដើម្បីជាឆ្លោះជាកញ្ចក់ឆ្លោះបញ្ចាំងទៅក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងអំពីជីវិតមនុស្សដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ដោយ អត់មានហេតុមានផលដែលអត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសអ្វីដែលគួរឲ្យយើងចាប់ទោសដល់ថ្នាក់នោះនោះដូច្នេះវាជារឿងមួយឈឺចាប់បំផុតហើយយើងនិយាយប្រាប់ពាក្យពិតទៅគេមិនជឿយើងគេមិនស្ដាប់យើងដូច្នេះគ្មានរឿងអ្វីពិបាកជាងរឿងនឹងតទៅទៀតទេដូច្នេះបាទខ្ញុំបាទខំប្រឹងចងក្រងខំប្រឹងទៅសេខំប្រឹងពន្យល់ក្មេងសង្ហើយខ្ញុំបាទត្រូវមានកម្មវិធីសម្រាប់ ណែនាំសិស្សនិស្សិតដែលគាត់ជើញទៅប្រាប់គាត់ពីបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបាននៅស.21នេះឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបានយល់ដឹងហើយពិចារណាដើម្បីជាមធ្យោបាយគេចវេះអំពីអ្វីដែលបើកើតឡើងដែលយើងមិនចង់ឲ្យបើកើតជាលើកទី2តទៅទៀតបានសូមជម្រាបលោកចៅក្រម Vous-même, aujourd'hui, vous êtes venu témoigner. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier de ce procès? Est-ce que vous souhaitez quelque chose en particulier? ខ្ញុំបាទតែគិតពីដើមមកពីដើមជម្រាបពីដើមតិចចោះថាក្រោយ79ក្រោយ7មករា79
ខ្ញុំបានបណ្ដាលនឹកសម័យថាខ្ញុំបានមកអង្គុយបកស្រាយនៅមុខអង្គសាវនាការក្នុងថ្ងៃនេះទេ và thọ đại bản trong bản cứ bỏ đại mơ mình khơi cứ vị trí dứt từ thô môi để sầm rạp nét đại bản sạp từ dứt từ thô cho rõ na nó khi ông bằng lơ 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 ông sao và na ca từng môl vì này dứt từ thô nó khi ông người mình bật cất nông chết theo vị trí ấy đây lục tra na để bật chập ông sao và na ca bật chập sạp cái đấy bản chứng đằng ta dứt từ thô vị trí vậy ខ្ញុំបានក៏មិនច្បាស់លាស់ថាវាជាអីដែរប៉ុន្តែក្នុងចិត្តសង្ឃឹមថានឹងបានអ្វីមួយដែលជាលទ្ធផលចេញមកពីអង្គសាវនាការចេញមេត្តាការនេះបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបអង្គចៅក្រមប៉ុណ្ណឹងបាទ Je voudrais revenir sur un incident un peu particulier dont vous aviez fait état qui concernait un autre peintre qui travaillait avec vous dans l'atelier, et d'un incident entre ce peintre et Duc. Vous parlez d'un incident concernant Boumang. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé entre Boumang et Duc? បានជម្រាបលោកចៅក្រមបូមេងគាត់មានបញ្ហាត្រូវគេធ្វើទរណកម្មគាត់អំពីកំហុសអ្វីខ្ញុំបាទក៏មិនបានច្បាស់លាស់ដែរប៉ុន្តែថ្ងៃមួយនោះបលាប្រហែលជាម៉ោង 11 យប់ហើយពេលជិតឈប់សម្រាកធ្វើការហើយនឹង khơi mình chăm cúc mình nẹt để còn miền thân nạ riêng khu vực đài còn một bệnh khi chân hàng mệt bệnh còn tới chỗ ai đồng bằng ôi cả lại nhóm thừa cá năng chỗ ai dù á nhóm cười còn chỗ chẳng nhóm chơi tập hay tèm hiền xua thế còn là thừa cá thầm đà năng mình tốt quật ta amen chơi mặc ra តែមិនក៏អាចបង្អួយគេថាពាក់អាវមកបានពាក់អាវចេញទៅក្រៅខ្ញុំក៏ផ្ដាំជាងមេងទៀតពេលហ្នឹងទាំងបងបើចេញទៅក្រៅគេលោកគាត់ប្រើទៅក្រៅអីបានបរិយចុះអីចែកគ្នាផងយ៉ាណាថាអឺចេញទៅទាំងពីជាងមេងក៏ចេញទៅគឺបាត់គាត់រហូតថ្ងៃបាត់ពីថ្ងៃអញ្ចឹងចាំមើលផ្លូវគាត់បាត់រហូតខ្ញុំក៏ដឹងអារម្មណ៍មួយនៅឃើញថាហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ដល់ ទោះដែលគាត់ទៅរួចគេឲ្យគាត់ទៅសហការវិញហើយមិនទៅហ្នឹងគាត់ហ៊ានដេញដោលទេខំទៅធ្វើការទេគាត់ឲ្យទៅបានលងប្រហែលជា២អាទិត្យ២អាទិត្យក្រោយមកហ្នឹងខ្ញុំបាទឈប់ធ្វើការហ្នឹងខ្ញុំឡើងទៅសម្រាកលើហើយស្មានម្នាក់ក៏ឡើងទៅសម្រាកលើហើយខ្ញុំសម្រាកចិត្តលក់ហើយ ស្រាប់តែលឺសំឡេងពីក្រោមហៅទៅគឺតែមិនអីឲ្យជាងគូចោះមកវិញខ្ញុំដល់អញ្ចឹងខ្ញុំវាប្លែកពីធម្មតាខ្ញុំចេះតែបារម្ភដែរមានការអីចេះខ្ញុំក៏គឺយកចោះមកវិញចោះមកចូលធ្វើការគួយធម្មតាវិញទៅមាន4នាក់ជាងច័ន្ទជាងទូចជាងខុនខ្ញុំ គួយធ្វើការមើលមុខគ្នាលេងឡងលេងឡងអត់ដឹងរឿងអីស្រាប់មិនទុះខ្ញុំសូរចង្វាក់វាលាន់ចង្វាក់មករាវរាវរាវមកដល់មកដល់មាត់ទ្វារស្រាប់តែឃើញចឹងមេហ្នឹងលេងចង្វាក់ដាក់ដៃផងដាក់កផងដាក់ជើងផងហើយឡើងស្លេកសក់វែងខោធម្មតាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំ
pay bạch đồng pop bên nó bọn cát còn đang đằng đai đã chuyển mình chỗ mà thưa nhà mình ngài sân gia mới anh tham mạch được cắt than chân nhóm ở đằng rừng ấy tầng ở đó chuyển mình cắt từ cùi một nhóm cắt từ phía sông tô bọn ơi nhóm sông tô sông tô nhóm sông tô nè tầng ở nè bị bốn nè nâng tầng ở đây nhóm ở đằng rừng ấy tầng ở nhóm sông cắt chân từ cá đã khơi cắt chân một slot chặt nhóm hay mình tu bạn kia ta vô bên ta bên ta bạn kia đặt tầm bên ta bên ta cài máu của cọt xua cọt à mình thân ấy cọt tha ờ mình para lên cá đấy vô từ thời chi thôi cái nó làm giống bạn nó khơi đang từ thời chi đến cái lô cọt ở từ trà mà chi cọp đặt từ năm sau từ năm ấy để nó giả hạn có nhưng vô lên chẳng anh nhưng vô lên khơi thẳng có xua thả mơ chẳng nạt à mấy cho phá đấy vào lên cá đây vừa từ thời chi á trong này khơi nên sẽ là bạn có được chiên cầm nô được nhiệt đấy đó vừa từ khâu chầm niên chẳng cái lô về vì ở sợ bài chết trong này khơi có xong có tháng bỏ bỏ chia sải ở trường mình còn khâu mà đo mà cá bỏ công một căn ấy ngày cào ấy giang mấy khâu ấy thì chẳng bỏ xong lại cho ở tôi còn mà đo nên nó khơi nên cá nóng kì cắt ở vô tình trăm chi cầm bọc ấy thế nó khơi chẳng chẳng cắt áo mấy cắt như thế cắt mình là sẽ đáp nhóm ấy thế cắt ta cắt trong tục chẳng mấy cắt chẳng mấy cắt cù xả để cù sọ cái máy cắt cái tục prà to thì từ cắt vô một mình prà nó cắt đã chưa vặn chẳng mấy ở nhóm niệm mơ ta lấy vừa đi chừng nào anh mơ cất hai nhóm từ chừng nào đi chừng nào anh mơ đây ắt à nâng đai trên bị cà rô đây dương hàm khoát đi ở nơi nông nừng ở cài khuôn mình ấy cất thơ chân tâm mà địa nâng cũng đọt lên tham đa bình tư đôi từ nhóm đấy anh thấu bài tham đa bình tư đường nâng tập nâng ta nhóm trăm nhóm đấy lục trà cầm bình nâng bà bất lợi này đào mong từ visa hàng ngày trăng hơi ông nhầm ra bậc ca sâm ra đam bay visa hàng ngày trăng là hồ đào mong mùi sam sâm đất ti rồi xiên đi phần to nằm là ca bị phía xa đỉnh đầu sạt đầm sạt khay cam là sạt xây rùm tiền មន្ត្រីតុលាការរៀបចំសម្រាប់រួលជូនលោកវណ្ណាតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយនឹងសម្រាប់រួលគាត់នឹងជូនគាត់មកបញ្ជើញគាត់មកកាន់សាធារណការនៅរាជធានីនៅម៉ោង 6:30 នាទីហើយអនុរិយមន្ត្រីខុងខាំងក៏នាំជូនចាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយនាំគាត់មកកាន់សាធារណការវិញនៅម៉ោង 1:00 កន្លះរសៀលនេះ